Cu Lực xin chào tất cả quý cô bác và các anh chị em đã đến với video tiếp theo của Cu Lực. Hiện tại là mình đang với vợ mình đi chơi, là thấy ở dưới này có một cái suối rất là xanh sạch đẹp nhá mọi người nhá. Xuống chơi, ôi rất là nhiều cá mọi người ạ. Người cá nhiều lắm anh ạ. Cá nhỏ nhiều lắm. Ôi mát thật đấy. Nhưng mà cá này có bắt được đâu vợ ơi. Cá này làm gì bắt được. Nhiều cá lắm. Sao cái nước này không giống như nước ở trên Bắc Hà? Nước ở trên Bắc Hà không có cá đâu. Nước này có nhiều cá lắm. Kiểu đây là nguồn nước sạch. Ôi trong này là chắc là kiểu gì cũng rất là nhiều cá. Nhiều cá to thế. Là khu vực dưới này là khu vực ở dưới bản Liền Bắc Hà nhá mọi người nhá. Xã bản Liền Bắc Hà. Suối ở dưới này rất là mát mọi người ạ. Suối này mát rồi. Đi cẩn thận nhá, trơn đấy. Đúng rồi, sao mà trơn thế nhỉ? Nhưng mà có nhiều con cá thế nhỉ? Hả? Nước này rất là trong luôn mọi người ạ. Chơi suối vui lắm. Rộng rãi. Con cá to. Hả? Con cá to. Cá to thì phải mò mới. Ôi, nhiều cá to đấy. Đây này, nó bơi đi bơi lại này. Ô, hôm nào mình lấy cái kia xuống bắt cá nhá. Cái gì? Lấy cái để bắt cá ấy. Lấy cái câu về câu à? Không, cái... Ôi, chỗ này sâu thế. Ô, chồng không dám đi sâu đâu. Chồng cầm máy quay đến này tí. Nga phát thì... Hả? Đấy, Cu Lực vào chỗ rơm rơm này đứng nha. Vợ tắm à? Em tắm nhá. Được rồi. Đi cẩn thận nhá, trơn lắm ấy. Em bơi từ trên này xuống nhá. Cái mũ tí ướt thế này. Mũ ướt kìa chứ. Anh đợi đi thế. Sao em tắm nhá. Nước này sạch mà. Nước này mát thế. Em bơi từ trên này xuống nhá. Biết bơi á? Bơi tí không đứng được dậy sao? Tí không đứng được dậy thì anh phải kéo nhá. Bơi xuống nhá. Bơi thử xem. Bơi xuống nhá. Ướt hết người rồi còn gì nữa. Bơi rồi. Bơi xuống. Bơi xuống nhá. Hả? Bơi xuống nhá. Ừ. Ôi trời ơi, đúng là cái chỗ này cũng sâu phết nhỉ. Chắc chơi đi rồi. Mát không? Mát mẹ thật đấy. Sao em thấy cái này em sợ đấy cả mình à? Cái gì? Cái này nè, cái thanh của... Con rắn này, con rắn à? Đấy, nhìn như kiểu con rắn. Đây là uống nước này. Hả? Uống nước. Trồng ra ngoài thôi, chứ ở trong này bị ngã phát thì máy quay bị dính nước đấy. Bơi được không? Biết bơi ngửa không?
Vợ mình là thích, rất thích là thích ngừng nước mọi người ạ. Cẩn thận tí đá mắc vào cái váy rách hết nhá. Tí đá nó mắc vào váy rồi rách hết. Nước ở trong này ấy, nhìn không sâu nhưng mà cũng sâu thế đi. Hả? Nhìn không sâu nhưng mà sâu lắm. Bơi thì chỗ này đi á. Thích bơi đâu thì bơi. Mát chưa? Đủ sướng chưa? Đủ về chưa? Về chưa? Và ở trên này là có lá cọ rất là nhiều nha mọi người nhá. Kìa, đồi cọ luôn. Đấy. Đó. Là người dân trồng lá cọ này là để làm cái nhà sàn, xong lấy cái lá cọ này lợp ngói mọi người ạ. Và các đồi bên cạnh thì là toàn là đồi chè mọi người ạ. Đồi chè. Đấy, đây là đồi chè của bản Liền đó mọi người nha. Là chè của Cu Lực bán cho mọi người đấy. Vợ ở nhà có hay đi tắm không ấy? Có, đi tắm suối. Tắm suối này thì nó không nguy hiểm bằng tắm sông. Tắm suối này nó không sâu ấy. Cái này nó không sâu đâu. Nhìn cũng có vẻ rộng như kiểu sông. Cái suối này là có chiều rộng là xem tầm 20 mét. Anh không tắm à? Không. Chồng cầm nhiều đồ thế làm gì tắm được. Không, không, không tắm đâu. Bơi thế này chị. Hả? Bơi thế này chị. Nó đang chơi đi rồi. Thôi, về đi. Về đi vợ ơi. Hả? Về đi. Về đó. Đi chơi ấy, đi chơi chỗ khác nữa ấy. Chơi chỗ nào nữa? Thì đi xem chỗ nào chơi thì đi. Tối nay vào bản để xin ăn một bữa cơm. Tối nay á? Ừ. Rồi để em tắm xong á. Tí con cá nó ăn thịt thì sao? Tí con cá nó ăn thịt thì sao? Cẩn thận cá mập nhá. Cá mập ấy. Nước này nhìn sướng thật mọi người ạ. Này, trong veo. Chỗ khu này sâu nhất là đến đầu gối.
Mát không? Mát. Có sâu tí nào đâu. Hả? Không sâu tí nào. Ủa tầm nước nó cứ thử đi ơi. Nước nó đầy mà. Đi, nghịch chán chưa? Đố vợ mò được một con cá. Đi sang kia mò nhá, ở chỗ này không có. Ở kia với con. Chỗ sâu này mới có nhiều. Khi mò bị con cua sao? Con cá vào tay. Ôi, sắp được một con rồi đấy. Con bò đi ngày mai không được con nào. Mò con cá lắm. Ôi. Có cá to nhiều lắm ấy. Đi. Có thấy đâu. Bắt cá như vỡ thì mà bắt đến chết tây. Nó còn sắp trôi đi rồi à. Bơi đi nó còn không cho bơi đi. Hả? Không đi đâu, không đi nữa đâu, về đi. Lại cứ thích nhìn nước thế này à? Hả? Về đi. Không về đâu. Ở đây với cá ở nhá. Ở đây bắt cá không có mang đi bán á. Đi mò con cá nhá. Mò làm sao được à? Hả? Mò làm sao được nước to thế này. Thế à? Ô, đi chuyển đi xem đi chỗ nào chơi nữa đi. Chỗ nào? Đi cứ đi theo.